Chào mừng bạn đến với Epic English. Hãy cùng khám phá hành trình cùng Epic thôi nào. Đầu tiên, để Epic hiểu và đề xuất nội dung học phù hợp nhất, bạn hãy chia sẻ một chút thông tin về trình độ, ngôn ngữ mẹ đẻ và thời điểm học trong ngày nhé. Bước 2, đăng nhập bằng email hoặc tiện hơn là qua tài khoản Facebook hoặc Google. Giờ thì cũng bắt đầu học thôi nào. Bạn có thể chọn một trong ba nội dung: học theo khóa học, học với video và đọc các bản tin tiếng Anh. Với khóa học, bạn click mũi tên để lựa chọn khóa học phù hợp với trình độ hoặc nội dung yêu thích. Ví dụ, mình chọn khóa học giao tiếp, trình độ B1. Một nội dung sẽ gồm các bài học nhỏ ứng với kỹ năng. Đầu tiên, bạn sẽ xem một video. I'm supposed to have an appointment with Dr. McKay. Tra từ, lưu từ. Sau đó, học từ vựng, ngữ pháp, phát âm từ chính video đó. Nếu bạn muốn học với các video bạn yêu thích, thì hãy click vào icon video. Bạn có thể connect bất kỳ video YouTube bạn thích. Hoặc chọn một video trong thư viện video của Epic được phân chia theo chủ đề. Hãy thử nghe video, enjoy nội dung bạn yêu thích, đừng quên tra và lưu khi gặp từ mới nhé. Challenge. It's a Friday night and a friend calls about a shoes outfit. Nghe xong, hãy cùng học theo quy trình 5 bước của Epic để chia game từ vựng, luyện nói và viết từ chính video của bạn vừa xem. Dưới đây là phần học thử với game Shadowing. And I'm here to do the fashion challenge from Metropolitan. Epic sẽ chấm điểm và chỉ ra cho bạn những từ chưa được phát âm đúng. Bạn cũng có thể đọc báo trên Epic để cập nhật tin tức, tăng kỹ năng đọc và vốn từ vựng. Tra lưu từ mới. Hoặc bật chế độ Audio Reader để nghe thay vì đọc nhé. Apple discloses security vulnerabilities in iPhones, iPads, Macs allowing full admin access. Và tất cả các từ vựng bạn lưu, từ khóa học, video hay tin tức đều được tập trung tại sổ từ. Dựa trên trình độ thành thạo của bạn với các từ vựng được lưu, Epic sẽ tự động lên danh sách các từ vựng cần ôn tập mỗi ngày để đảm bảo bạn sẽ ghi nhớ lâu và hiểu sâu một cách dễ dàng nhất. Trên đây là các tính năng chính của Epic. Hãy thử trải nghiệm và nói cho bọn mình biết tính năng yêu thích nhất của bạn là gì nhé. Chúc các bạn học vui!